Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Hi, xin chào các bạn, mình là Minh đến từ Shop Vida, chuyên về các thiết bị âm thanh karaoke. Hôm nay mình sẽ làm một clip tập hợp một cái dòng micro mới của Mỹ. Đó là dòng micro Latos M1000. Okay. Bây giờ mình sẽ tiến hành tập hợp thử cho các bạn xem. Okay. Đây là ngoại hình hộp của micro Latos M1000. Theo mình đánh giá thì dòng mic này họ đầu tư cái hình thức vỏ ngoài khá là tốt so với những cái dòng mic trên thị trường. Ok. Trên đây thì trên ở ngoài hộp thì cũng sẽ có những cái mã vạch công ty BF Audio, là công ty chính thức phân phối dòng micro laptop ở thị trường Việt Nam. Thì mình sẽ tiến hành mở hộp xem trong đây nó sẽ bao gồm những thiết bị gì, phụ kiện gì cho dòng mic này. Trong đây phụ kiện sẽ là bao gồm show circuit của dòng micro laptop M1000. Thì cái show circuit này mình đánh giá thì trong những cái phân khúc micro thị trường thì không phải micro nào cũng có cái show circuit này. Đây là một cái cũng mình đánh giá là họ làm rất là chuyên nghiệp. Đây là đầu thu micro không dây. Thì trên đây thì những cái cơ bản cũng giống như những dòng micro có trên thị trường là sẽ có tăng giảm âm lượng của từng micro, nút set để thay đổi tần số hoặc những cái chức năng sâu hơn trong đó, nút nguồn thì họ thiết kế là có khắc thương hiệu laptop trên đó luôn. Và đây là cái mã của micro M1000. Bên đây là kênh B. Thì theo mình đánh giá thì họ thiết kế cũng khá là đẹp, nhưng có một cái mình không thích lắm là có một số chi tiết họ in trên đây mình thấy nó có vẻ không được sắc nét cho lắm. Ok, còn những cái chức năng sau đó thì mình sẽ nói sâu hơn trong cái video tiếp. Ở đây là cái nút SIN, cái này là con mắt SIN IR để mình có thể đồng bộ sóng micro. Ok, đây là mặt trước. Okay. Còn mặt trên thì như các bạn thấy ở đây là sẽ có một cái tem chống giả của Bộ Công an để phân biệt hàng giả hàng thật. Bên đây là sẽ có những cái tem của công ty Castro, là của công ty BF Audio chính thức phân phối ở thị trường Việt Nam. Sau lưng đầu thu thì cũng giống như những cái dòng mic trên thị trường ha, sẽ có hai ngõ để mình gắn anten, một cái đường ao dây 6 ly. Khi mình ao bằng cái cổng này thì mình chỉ cần một dây thôi là mình sẽ hát được cả 2 micro. Đây là nguồn cấp cho nó. Còn khi các bạn muốn chỉnh hai mic khác nhau á thì mình sẽ trang bị hai cọng dây R giống như vậy. Một đầu dây Canon ra một đầu dây 6 ly và cần hai sợi, mình sẽ chỉnh được hai mic khác nhau. Bên đây thì nó để là model của micro M1000 và tần số đáp ứng là ở đây. Bên đây là thương hiệu Latos USA. Ok, đây là hình thức đầu thu. Ok, đây là sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn sử dụng này là cũng sẽ hướng dẫn sử dụng, nó có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Mình đánh giá thì cái sách này nó cũng khá hay, là những cái dòng mic trên thị trường đa phần nó bằng tiếng Trung Quốc. Thì có nhiều người ta cần xem cái này thì nó lại không có. Thì cái này nó là tiếng Anh thì mình đánh giá nó cũng khá ok. Những người nào biết tiếng Anh hoặc những người ta mua đi nước ngoài á, người ta rất cần cái cuốn này. Và có nhiều micro trên thị trường thì đa phần nó là tiếng Trung Quốc không, cho nên người ta nhìn như đó là không biết chỉnh thế nào. Cái cải tiến cũng khá là hay. Ở đây thì họ cho mình thêm hai cái bass
họ sẽ trang bị cho mình thêm hai cái bass để gắn hai bên cái đầu thu micro, là cho mấy anh em nào mà xài những cái tủ rắc âm thanh á mình có thể gắn vào. Còn nếu như mình xài ở trong gia đình á thì có nhiều người ta không thích cái bass này, mình có thể để như vậy thôi thì nó đẹp hơn. Ở đây là họ sẽ trang bị cho mình hai cái chống lăn micro, hai cái bọc đuôi micro cũng khá là tỉ mỉ để bảo vệ cái micro của mình. Một dây 6 ly, chuẩn bị cho mình sẵn một dây 6 ly và một đầu là dắt hình chữ U. Cái này là có nhiều người cũng khá là thích nè. Cái này là khi mà họ gắn lên 5 ly á thì họ muốn nó gọn gàng, chứ gắn cái đầu này thì nó hơi lòi ra, đi ngang nhiều khi nó đụng nó gãy đó. Thì đầu này mình có thể gắn đằng sau cái đầu thu micro, còn cái này mình sẽ gắn trước âm ly, nó gọn gàng và đẹp hơn nè. Cái này mình đánh giá cũng khá là good. Đây là cục nguồn cấp cho đầu thu, nhỏ nhắn xinh xắn. Và cái nguồn này nó đặc biệt cái là nó sẽ trang bị cho mấy bạn sẵn là nguồn autovol nha mấy bạn, là mấy bạn có thể xài ở khu vực điện yếu, hoặc là những người nào người ta mang đi nước ngoài á là người ta có thể xài không cần phải đổi nguồn hay gì hết. Điện của nó sẽ cấp cho mình từ 100 cho tới 240. Cái này cũng là một cái mình đánh giá là họ trang bị cho khách hàng rất là ok. Đây là hai anten để bắt sóng gắn qua đầu thu micro, cũng không có gì khác biệt lắm so với những cái dòng mic khác. Nó chỉ là nhiệm vụ gắn vào để sóng ổn định mà ta. Đây là ốc để bắt hai cái bass hồi nãy mình nói. Ok, bây giờ mình sẽ coi tới cái micro. Cái tay micro họ thiết kế cầm rất là chắc chắn và nó đầm tay, nó không nặng quá mà cũng không nhẹ quá. Thương hiệu laptop họ in cũng khá là sắc sảo ha. Ở đây có tem của Kestrel VF Audio. Mình sẽ mở bên trong. Có tem bảo hành chính hãng. Đây là nơi mình gắn pin. Thì một mic như vậy mình sẽ cần hai pin AA. Để mình cắt nguồn cho nó. Ở đây là có thêm tem chính hãng của laptop ở đây. Cái ren họ thiết kế khi mình xoay ra xoay vào như vậy nó rất là mượt nha các bạn. Nó không có bị rít hay là nó xấu như là những cái dòng mic trên thị trường, mà những cái dòng mic rẻ đó họ thiết kế cái này cũng không có tốt đâu. Cái ren này họ thiết kế khá tốt nè. Đây mình sẽ tiến hành mở nguồn thử trên cái tay mic. Đèn màn hình là nó màu trắng thì nó sẽ thể hiện cái tần số và cái pin, cái dung lượng pin hiện tại đang có là pin đang đầy. Đây tần số là hiện tần số là tần số kết nối với cái đầu thu micro của mình, và hiện cái dung lượng pin đang có. Về cái phần màu sắc mà họ thiết kế cái tai mic á, nhiều khi mình nghĩ nó người ta cũng thiết kế theo kiểu là người ta có cái mục đích là cái tai mic đen nhưng mà cái đầu mic nó màu bạc, thì nó sẽ tiệp màu với cái đầu thu này nè. Cái đầu thu này cái mặt trước họ cũng là màu bạc, cái thân trên là màu đen, cho nên mình nghĩ cái thiết kế này họ cũng đã có nghiên cứu rồi, họ muốn nó đồng bộ để nhìn vào nhận được cái thương hiệu của họ. Nãy mình đã làm một cái clip là mình đã đập hộp và mình giới thiệu cái micro laptop thì nó bao gồm những phụ kiện gì, hình thức bên ngoài như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ làm clip để xem hướng dẫn các bạn cách kết nối nó vào dàn âm thanh của mình và những cái chức năng ở sâu bên trong của cái dòng mic này. Đây, mình đỡ mất thời gian cho nên mình đã cắm sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách kết nối. Đây là mình sẽ gắn hai anten vào, một nguồn cấp và một dây 6 ly. Mình sẽ cắm từ đây để vào cái âm ly karaoke của mình. Đây và mình sẽ gắn một đầu như vậy. Thì như nãy mình nói thì cái thiết kế của nó là cái chữ U thì nó rất là tiện,
thì mình gắn vào đây nhìn nó rất là đẹp, nó không có bị gồ ghề ra như dài dài ra như cái đầu kia. Ok, đây mình thử đó, bây giờ mình tiến hành bật nguồn micro lên. Đây là nguồn micro nha các bạn, là hãng người ta đã có khắc thương hiệu lên đây luôn, nhìn nó rất là đẹp. Đây là tần số A và B, là tương tự, là thể hiện tần số kết nối của hai mic. Bây giờ mình sẽ thử từng chức năng cho các bạn xem ha. Đây là volume cộng trừ của từng mic, mình thử trên mic A đi nha, để xem thử cái volume lớn nhất của nó là bao nhiêu. Dòng mic này thì thương hiệu laptop người ta thiết kế maximum nó chỉ là có 30 thôi. Thì theo mình kinh nghiệm mình set mic á, thì mình nghĩ nên để tầm 25, là để cho mấy bạn dễ chỉnh hơn trên âm ly của mình hoặc trên vang số, tầm đó là mình thấy ok. Bây giờ mình sẽ thử nút nó sẽ có những chức năng gì trong đây. Đây là nút set, nó tương tự như là cái nút menu trên những thiết bị khác thôi. Bây giờ nút này là để mấy bạn đồng bộ tần số micro khi mà cái tần số mình bị lạc, hoặc là mình muốn chọn cái tần số nào đó để nó không bị trùng với hàng xóm hoặc là những cái khu vực nào đó. Thì khi mình, mấy bạn để ý là khi mình bấm cái giò này nè, thì ở đây con mắt IR của nó sẽ chớp, thì lúc đó mình sẽ quay mặt cái đồng hồ của cây micro đó vào đây, với điều kiện là mình phải bật nguồn cái micro lên thì nó sẽ đồng bộ cái tần số với đầu thu. Mình tiến hành xem thử nó còn những chức năng nào. Đây là cái chức năng nó chỉnh độ nhạy micro. Thì cái này thì bên nhà cung cấp người ta sẽ khuyến cáo là khi những cái tần số này nếu mà mấy bạn gắn vào những cái dòng âm ly cơ á, giống như là của Jaguar hay Boston gì đó, thì mình nên chuyển cho nó thành còn 0 decibel. Mình cứ để cái mặc định cho nó, là để cho nó có cái độ chống hú và cái độ nhạy cao. Còn nếu mà khi mấy bạn gắn vào những cái thiết bị vang số hoặc là những cái dòng âm ly tích hợp vang số, thì mình nên chuyển mấy cái này thành 0 decibel hết, là để cho cái micro nó về đúng cái chuẩn của nó. Nó sẽ phát huy được cái tiếng của nó hơn. Còn nếu mà mấy bạn xài những dòng âm ly bình thường thì nhà cung cấp người ta khuyên là mình cứ để mặc định, không chỉnh. Đây là chức năng scan. Chức năng này là theo mình đánh giá là trên thị trường chỉ có 1-2 dòng micro có thôi. Thì cái chức năng này á, là nó là cái chức năng, mình gọi nó là chức năng quét sóng thông minh. Khi mà bạn sử dụng chức năng này á, thì mình sẽ tìm được cái tần số sạch nhất trong cái khu vực mình sử dụng. Nhất là mấy anh em đi show mà trong một dàn xài tới 4 mic hoặc 6 micro á, thì mình nên sử dụng chức năng này, là nó sẽ chọn ra được cái tần số sạch nhất, sau đó mình mới đồng bộ giữa đầu thu và cái tai mic, thì nó sẽ tránh cái tình trạng là bị hụt sóng nè, bị nhiễu sóng nè. Đó, chức năng này đánh giá trên cái dòng micro này, nhà cung cấp người ta thiết kế cho mình nó cực kỳ tiện lợi, đặc biệt những cái khu vực nào mà sóng nhiễu. Ok, thì chức năng của nó là chỉ vậy thôi. Nó tương tự bên B, nó cũng tương tự vậy. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm một cái thao tác là mình sử dụng cái chức năng là scan sóng sạch. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách khi mà mình scan sóng sạch. Ở đây mình đang có một cái tai mic là tần số 50. Bây giờ trước tiên ha, mình sẽ scan bên đây. Bây giờ nó đang là tần số 00. Thì thường những cái dòng mic ở trên thị trường á, thì nó sẽ có chức năng cho mọi người á, là thay đổi tần số để không bị trùng. Thì cái chức năng này nó rất là mic nào nó cũng có, thì nó rất là đơn giản. Thí dụ mà bạn bị trùng tần số với người khác á, thì mình cứ thay đổi về cái tần số mình muốn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình sử dụng cái chức năng scan sóng thông minh trên cái dòng micro laptop M1000 này. Đây mình hướng dẫn các bạn nó chi tiết luôn. Thì nếu mà cái cách mà thay đổi để không trùng á, thì những cái dòng mic trên thị trường mic nào cũng làm được hết. Thì cái đó
mình sẽ không có giới thiệu lại đây ha. Mấy cái đó thì đơn giản, mấy bạn có thể coi trên YouTube rất là nhiều người hướng dẫn. Mình sẽ hướng dẫn cái chức năng là scan sóng thông minh. Đây, mình thí dụ trên cái tai mic đây. Thì cái mình sẽ sử dụng cái nút set. Đây mấy bạn lưu ý là mình set mic nào mình chọn cái A hoặc B ha. Mình sẽ bấm cái nút này liên tục cho nó hiện chữ scan ra. Sau đó mấy bạn ấn nút lên, bấm một lần thôi. Thì ở đây mấy bạn để ý cái đồng hồ nó sẽ tự chạy. Đó, cái này nó dừng lại ở 003. Có nghĩa là nó chọn 003 là cái tần số sạch nhất ở trong cái khu vực này của mình. Sau đó đương nhiên là trên đây đầu thu và cái tai mic nó đã khác tần số rồi, mấy bạn sẽ không có phát tiếng được. Mình sẽ tiến hành đồng bộ tần số giữa đầu thu và micro lại. Mình sẽ bấm nút set một lần ha. Sau đó mình quay mặt đồng hồ của cái tai mic vào con mắt IR thì nó sẽ tiến hành. Đây, nó đồng bộ lại cái tần số lại. Mấy bạn để ý là ở đây là 003 đây. Đây, nó lên chuyển về 03. Lúc đó tần số trên đây mình sẽ có sóng. Ok. Thêm một cái chức năng mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một cái chức năng cũng khá là hay của cái dòng mic này là những dòng mic này nó sẽ có thêm chức năng cảm biến và chống va đập micro. Cái dòng cảm biến có nghĩa là mình khi mà mình không có tắt nguồn micro mà mình để trên bàn á thì tầm khoảng 5 đến 10 giây cái micro của mình nó sẽ đưa vào cái chế độ chờ, là có nghĩa là nguồn của nó không tắt nhưng mà nó sẽ ngắt tiếng tạm thời, thì khi các bạn cầm lên nó sẽ có tiếng lại. Còn đương nhiên khi mà bạn muốn tắt nguồn hẳn thì đương nhiên là vẫn phải bấm nút nguồn. Cái đó là cái chức năng cảm biến mình ngắt tiếng tạm thời. Thì hiện tại chức năng này thì những cái dòng mic trên thị trường cũng khá là nhiều, những dòng mic đã có rồi, nhưng mà cái chức năng mà mình đánh giá là nó ăn tiền hơn những cái dòng mic khác, đó là chức năng chống va đập. Là chức năng này rất nhiều người cần, gia đình hay là phòng kinh doanh đều vẫn cần chức năng này rất nhiều. Có nghĩa là khi mà mấy bạn không may mà lỡ làm rơi cái micro xuống đất á, thì những cái dòng mic mà có chức năng chống va đập á thì nó sẽ tự tắt nguồn micro. Là thứ nhất là nó không bị ầm ra loa của mình, nó dễ bị đứt loa và nó bảo vệ cái củ mic. Thì lúc đó mấy bạn chỉ cần mở nguồn lại là vẫn có thể xài tiếp tục bình thường. Còn những cái dòng mic mà không có chức năng chống va đập á thì nhiều khi các bạn làm rớt xuống mạnh á là đa số cái củ mic là nó sẽ hư. Thì không có hãng nào người ta bảo hành cái cũ đó, mình phải tốn tiền mình thay cái cũ đó. Thì theo mình đánh giá cái chức năng này nó khá là hay. Và bên nhà sản xuất là họ cũng sẽ cho phép các bạn tắt hoặc là mở cái chế độ đó. Là có nhiều người ta không thích xài cái chức năng đó thì người ta có thể off chức năng đó đi. Người nào muốn dùng thì mình có thể on chức năng nó lại bình thường. Đó là một điểm khá hay, là cái nhà sản xuất người ta cho mình chủ động trong cái việc mà mình thích xài chức năng đó. Cái cách mà mình có thể on hoặc off cái chức năng đó, chức năng cảm biến và chống va đập. Đây là micro mình đang mở ha. Bây giờ mình sẽ giữ nguyên, tắt. Tắt thì nó sẽ hiện off thì mình buông ra thôi. Thì bắt đầu á là khi mấy bạn mở lại á thì mấy bạn sẽ giữ nút nguồn. Khi mà nó hiện thì mấy bạn vẫn giữ nút nguồn nha, không mình không buông tay nha. Thì đây nó hiện ra chữ B1. B1 có nghĩa là mình đang off. Mình đang off cái chế độ cảm biến và chống va đập. Bây giờ nếu mà mình muốn on cái chế độ đó lên thì mình làm. Các bạn chú ý là cái thao tác này mình làm hơi nhanh một chút nha. Tại hồi nãy mình làm là để cho mấy bạn thấy chữ B1 thôi. Bây giờ mình sẽ làm thao tác hơi nhanh một chút là để mình chuyển nó qua cái chế độ B2. Có nghĩa là mình sẽ on chức năng cảm biến lên. Đây, đó, khi hiện B1 là mấy bạn bấm liền là nó chuyển qua B2. Là ok. Bây giờ mình đã on cái chế độ là cảm biến và chống va đập rồi. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn xem ha. Mình sẽ để trên bàn. Để ý là tầm khoảng 5 đến 7 giây là micro nó đã tự ngắt, không còn tiếng nữa. Đây nó đang chuyển về cái chế độ là mình ngắt tiếng tạm thời.
Khi các bạn cầm lên, nó sẽ tự động có tiếng bạn. Cái đó là cái cảm biến, mình nhắc tiếng tạm thời thôi. Và sau đây mình sẽ thử cái chức năng là nó chống va đập là khi mình làm rớt micro. Giống như cái micro mình như vậy thì mình có thể làm rớt xuống. Các bạn để ý là khi mấy bạn làm rớt là cây micro nó không có phát tiếng ra. Đó, cái nhiệm vụ mình chỉ là on lên lại một tháng thôi. Khi mà mấy bạn làm rất mạnh là cái micro nó tự ngắt, nó không có bị ra loa và nó bảo vệ cái củ mic của mình. Đó, nhiệm vụ của mình là mình tắt, mình mở lên lại là sẽ xài ok. Nãy giờ mình đã hướng dẫn cho mấy bạn thấy những cái chức năng của cái dòng micro laptop M1000 rồi, hình từ hình thức cho tới những cái chức năng của cái dòng micro này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hát thử một bài để xem chất âm của cái dòng micro này như thế nào. Và mình sẽ mời bạn Vũ hát thử một bài để đánh giá chất âm của cái dòng mic này. Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn, anh nghe tình em bên tình em chứa chan, anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang, anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Ngồi bên anh cũng đã hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời muốn ta. Bạn Vũ cũng vừa mới hát xong thì mình thì hôm nay mình cũng hơi cảm, cho nên hôm nay mình cũng không có hát với bạn nghe nữa. Nhưng mà khi mà mình nghe, mình đánh giá cái chất âm của nó so với những cái dòng mic trên thị trường á, thì theo mình đánh giá là cái tiếng của nó khá ấm, sạch sẽ và thật tiếng. Nó không bị ảo quá, giống như nhiều khi mình cao mình không biết cái giọng của mình á. Nhưng mà bù lại, thật tiếng không có nghĩa là nó bị nặng tiếng luôn các bạn. Nó vẫn trợ giọng cho các bạn, nhưng mà các bạn nghe, các bạn vẫn hình dung được đúng cái giọng của mình. Thì theo Minh thì nếu mà mấy bạn chọn cái dòng mic tầm trung xài cho gia đình hoặc là những phòng karaoke kinh doanh, thì mic laptop M1000 này xứng đáng là một trong những dòng mic mà mấy bạn có thể đặt niềm tin tưởng. Giá bán hiện tại này ở shop VDA của mình nó là 5,6 triệu một bộ ha, và bảo hành chính hãng là 1 năm. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn mấy bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay, và có ai mua hàng giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.